Vâng, xin chào tất cả các cô chú, anh chị và cùng các bạn trẻ. Hôm nay bên em cũng mới vừa về một chiếc xe màu đỏ. Chiếc xe này thì em tên nó là Daewoo Smartix, sản xuất năm 1999. Bản số đang đeo là 29L7078. Con xe này bên em bán cho tất cả các cô chú và anh chị với giá thành là 28 triệu. Em xin nhấn mạnh chiếc xe này bán cho anh chị với giá thành là 28 triệu là bán cho anh em về dọn để kiếm lời nhé, chứ không phải là xe ấy. Còn anh chị nào thích mua về dọn che mưa cho nắng tập lái xong mình bán chán cũng được. Xe thì nước sơn bề ngoài vẫn còn rất là ok nha anh chị nhé. Xe này là trong quá trình đang dọn em cũng mua lại của một người thôi. Được cái một cái xe này thì con máy mới vừa làm luôn anh chị, cái máy mới vừa làm luôn anh chị ơi, máy mới làm hết 12 triệu nha anh chị nha. Đây, máy mới vừa làm luôn nha anh chị nha. Chút xíu em sẽ nổ máy cho anh chị tham khảo ha. Để em quay sơ qua cái dàn nội thất cho anh chị giờ nhìn hình dung cái xe này tại sao nó có giá thành là 28 triệu. Xe thì bỏ đăng kiểm hồi tháng 1 năm 2018 nha anh chị nha. Xe hiện trạng của xe thì bây giờ là gầm bệ là mới vừa làm luôn. Rồi, cửa này nó kẹt rồi anh chị ơi. Đây, tất cả các dàn nội thất. Em bán giống như em bán cái giá ve chai cho anh chị và anh chị dọn ha. Đây, vẫn để bình thường anh chị thấy không? Đó. Xe thì vẫn chạy hoạt động bình thường nha anh chị. Đó. Xe này được cái dàn gầm, cái dàn sàn anh chị. Dàn sàn dưới này á, là được làm lại hết luôn nha. Tại vì khi mình lột lên nó mình làm lại nè. Xe này em bán rẻ cho anh chị nào trong thời gian đang quá trình đang thích dọn, thích nghịch thì anh chị mà lấy về anh chị dọn nha, với giá thành là 28 triệu nha. Đó, lấy về dọn. Máy móc thì nổ rất là ok. Đây bây giờ em sẽ nổ máy cho anh chị cùng tham khảo ha. Anh chị thấy cái cần số nhìn nó đẻo không? Nó mất luôn cả cái ấy, không phải nó mất đâu, nó nằm ẩn sâu á. À, một phát nổ ngay. Xe thì số vẫn chạy bình thường nha anh chị nha. Đây em sẽ làm một vòng cho anh chị xem để mất công anh chị kêu là xe nó nằm một chỗ. Xe vẫn chạy bình thường. Xe là vẫn hoạt động bình thường nha anh chị ha. Xe này anh chị nào mua và tập lái cũng được ha, và để im chạy luôn, để vì tập lái chạy chán xong rồi mình dọn anh chị ha. Nó vẫn hoạt động bình thường, côn số rất là nhẹ nhàng, không có một cái gì mà mình phải sợ cả. Có mua về để vậy mình tập lái luôn. Em đang chạy có một tay quay số là nó cũng hơi khó anh chị ha. Đây đang chạy bình thường. Nhậu đi. Rất là uy lực. Côn thắng thì còn rất là ok. Chiếc xe này thì anh chị lấy về anh chị dọn nha. Em bán giá cho anh chị dọn nha, chứ không phải em bán cái xe mà nó ok. Nếu mà xe nó ok thì giá thành của nó là cũng phải là 50-60 triệu nha. Xe mà xe đẹp thì nó cũng tới 70-80 nha anh chị ha. Đó, với 28 triệu anh chị sở hữu chiếc xe Daewoo Matiz, thích là mình nghịch. Máy móc mới làm. Đó, máy đang nổ nè. Được không? Máy nổ rất ok. Máy là sập bọc luôn. Bọc để anh phải thân luôn. Xe này anh chị cũng vào cũng đừng có chém gió em nha. Xe này em bán như cái giá gọi là giá ve chai rồi anh chị ha. Ba cái đồ đạc đó, nó còn hết anh chị ạ. Anh chị cứ lấy về anh chị dọn. Còn này anh chị nào thích dọn thì alo trực tiếp cho em, bên tụi em sẽ hỗ trợ dọn. Nhưng khi tụi em dọn rồi thì giá thành nó sẽ lên nha anh chị nha. Mấy cái này chẳng qua tháo ra để mình làm lại cái dàn sàn anh chị, nên em để như vậy luôn. Cái xe này em cũng mua lại của người ta thôi, chứ em không có tháo ra đâu. Xe trong quá trình mua lại là người ta đang dọn anh chị, người ta không đủ điều kiện á,
người ta bán lại cho em rẻ, giờ em bán rẻ lại cho anh chị đó. Này, nước sơn vẫn còn đẹp lắm anh chị, nước sơn này về không có phải sơn lại đâu nha, em có sao em nói vậy nha, nước sơn vẫn còn đẹp lắm. Xe này còn em mà buồn buồn, có mấy anh chị kia về mua về mà trồng hành à gì chăn gà chăn vịt, em mua về em nuôi vịt luôn cũng kịp anh chị, với 28 triệu à, em mua về em nuôi vịt luôn. Mày em thả gà thả vịt vô cũng ok lắm ha, nên mấy anh chị em đừng có vô chém em ha, em thì em mua về em trồng hành chơi ha. Đó, sang bọng nè, làm lại hết rồi anh chị nè, em quay gầm cho anh chị coi nha. Ở chiếc xe này thì tình trạng nó chỉ có vậy thôi, nó cũng không có cái gì hơn hết nha anh chị. Còn những anh chị về anh chị lắp ráp cái lật vặt, còn không anh chị nào mua về tập lái vứt vô trong rẫy một cái điểm nào đó mình tập lái chén xong rồi mình mang mình dọn hoặc là mình bán lại, với giá thành chỉ có 28 triệu thôi, cục máy chị giá không thôi đã mười mấy triệu rồi anh chị thấy không, bốn cái vỏ cái mâm còn lại cân sắt ve chai bán 1 ký 3 ngàn vẫn còn kịp nha anh chị nha, nên anh chị đừng có chém gió em cái xe này nha. Anh chị cô chú nào thích mua chiếc xe này thì xin vui lòng điện thoại cho em, số điện thoại đó là 0983 029 131 hoặc 0935500001, hoặc trực tiếp xem xe tại thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng, phường 1. Bên em mua bán là không qua trung gian nha anh chị và cô chú nha, nên anh chị và cô chú đừng có mặc cả giá em làm gì để mất thời gian nhé. Chị em bên em là chính chủ mua bán luôn nha. Bên em xe này thì anh chị lấy á, thì anh chị nào gần gần em á, thì chạy về được nha, còn nếu mà ở xa quá thì đi cứu hộ nha. Anh chị có cái mạnh dạng móc điện thoại cho em. Chiếc xe này em sẽ tư vấn thêm cho. Vâng, cảm ơn cả nhà đã theo dõi clip này, và anh chị cô chú ơi cũng đừng quên nhấn nút chuông và đăng ký, có nút đăng ký để cập nhật những mẫu xe mới nhất theo mình ô tô dân mô bài nhé. Còn anh chị cô chú nào yêu em thì cho em một like, và ghét em thì cho em một like xuống nhé. Vâng, em rất là cảm ơn nhiều. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại. Lâu lâu lấy cái xe mang về trồng hành. Được chưa anh? Gạt gạt kiểm cây này qua cái lưng. Gạt ngang. Không, gạt ngang, thả xuống. Xe ve chai. Chuyển qua này, chuyển qua bán ve chai luôn. Đó, xe thì ghế này không phải làm nha anh chị nha, ghế còn rất là sụp nha. Chị nào bán với anh chị là tập lái nha.